Xin làm sao đây? Để suy nghĩ xem phải làm gì đây. Đúng rồi, gọi đội cứu hộ tới đi. Ta-da! Hàng đã về rồi, Haley. Wow, trông rất tuyệt. Haley, cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Không có chuyện gì đâu. Hả? Ừ? Alo, Jean của đội cứu hộ nghe đây. Xin chào CC, có chuyện gì vậy? Cái gì chứ? Có một tai nạn xảy ra ở cảng hay sao? Được rồi, đội cứu hộ sẽ đến đó ngay mà. Có chuyện gì vậy Jean? Terry đang cố gắng leo lên để không bị rơi xuống biển. Tình hình cấp bách. Mọi người ơi, mau ra cảng đi. Hiểu rồi.